Hôm nay mình làm một cái video so sánh về con V7000, tít V, V9000 với lại con tít V97, 970. Con này 970 X. 970. 970 X. Cái dòng 970 này nó sản xuất trước nha. Nó sản xuất đâu những năm 8 như 81, 82, 83 vậy đó. Cũng không nhớ được. Còn cái con V9000 thì nó sản xuất năm đó 90, 90, 91, 92 đây. Thì về cơ cấu thì chắc nó cũng được thiết kế từ cái con V7, V970RX. Nhìn cái cửa lật và cơ, chúng ta so sánh chủ yếu là cái bộ cơ đó. Mình thấy nó giống nhau nên là mình mới so sánh thôi. Cơ của này là cơ Sanyo. Này, giống nhau hết trơn. Về nguyên bộ cơ thì ôm qua, dùng qua chắc chạy được ạ. Như này giống nhau y luôn, cái này y luôn, để anh ta biết được tham khảo chơi đó, cứ y luôn sàn được, không khác gì trơn. Đây là cơ của thằng 970X, đây là cơ của thằng V9000. Do 970X nó sản xuất trước nên mình để kho lâu rồi. Nhìn cái màu nó ngã màu thôi, thật ra cũng hàng bãi. Mấy con đẹp lắm. Và cái công nghệ làm của đầu tư của nó sẽ khác. Cái thằng 970 á là cái đầu tư của nó là đầu tư của thằng tít. Cái này. Đó. Nó giống như là cái con cái đầu tư để đâu ta. Giống như mấy cái dòng của Sony. Sony sau này nó cũng có cái đầu tư Sony của nó. Nó làm y tương tương tự dính giống như này. Nhưng mà Sony là đầu tư rời, còn thằng này là đầu tư dính. Dính chùm lại, ghi lại rời. Đầu tư district rời. Còn cái thằng V9000 của chúng ta thì đầu tư của Canon. Cái sản xuất sau này. Chắc là đặt hàng á. Nói về khả năng sàn thì chúng ta rất là dễ. Sàn mấy cái bát viên cụm này qua này cụm này thôi. Để mình sàn thử chất âm thế nào, chủ yếu là trải nghiệm chứ còn đầu tư nào cũng được. Đầu tư của V9000 mà lắp vào của thằng 970X thì càng ngon, không sao cả. Hai cái đời máy cao thì sàn qua chúng ta trải nghiệm cho vui thôi. Chứ còn nó không có ảnh hưởng gì hết trơn. Bản thân của nó cũng đã lớn rồi mà, đúng không? Bản thân nó đồ cũng đã ngon rồi. Đó. Từ mới kéo cành luôn. Từ này cũng đẹp không? Đẹp. Ok, tham khảo vậy. Cơ thì giống nhau. Về linh kiện thì thằng V9000 vẫn đẳng cấp hơn nha. V9000 nó dùng tất cả nhiều linh kiện xịn cao cấp lắm. Chỉ mỗi cái bo ghi này này, bo ghi của nghe. Thằng V9000 này nó không dùng được cái linh kiện bên như bo phát, chứ nó dùng được luôn thì ngon. Con này thì tất cả linh kiện đều linh kiện của Nhật hết, không có cái gì đâu.